em Đúc rất quen thuộc với nhiều anh em biker. Nhưng chiếc xe này lại khác với tất cả những chiếc xe còn lại ở một điểm, đó chính là nó có thể phát sáng. Công nghệ phát sáng là gì và nó có điều gì thú vị? Hãy xem hết video này để có câu trả lời cho chính mình nhé. Khi nhắc đến hai từ phát sáng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến công nghệ là đèn LED hoặc là sơn dạ quang. Tuy nhiên thì hai công nghệ đấy thì đã quá xưa rồi và có rất nhiều những điều hạn chế. Ví dụ như là đèn LED thì không trang trí được những chi tiết nhỏ này, sờ vào thì thấy gồ ghề. Còn dạ quang thì sao? Chúng ta thì đi được vào buổi tối thì mới nhìn thấy được thôi. Với chiếc KTM Đúc này đang sử dụng loại sơn vô cùng thú vị, sơn điện phát sáng của thương hiệu Nubiler. Sơn điện là một khái niệm khá là xa lạ và thú vị với nhiều người không nào. Sơn Nubiler là công nghệ sơn điện phát sáng, là một lớp sơn lót phát sáng khi có một cái dòng điện chạy qua với một thao tác vô cùng đơn giản, chỉ với một nút bấm mà thôi. Chiếc KTM Đúc này đang được phát sáng với màu sắc cam của sơn Lumiler và kết hợp với sơn Everest mà mọi người đã thấy rất là quen thuộc rồi. Vì là sơn nên là mọi người nhìn thấy không? Các chi tiết sờ vào đây thì rất là mềm mượt này, mà không bị gồ ghề gì cả, cảm thấy mướt mượt mượt luôn. Và cái từ này thì Diễm chỉ là trêu một chút xíu thôi để cho anh em thấy là cái chất liệu sơn rất là tốt và không bị ảnh hưởng gì khi mà chúng ta sơn lên. Cảm giác như kiểu là một lớp sơn zin vậy. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy những dòng chữ, nó là thương hiệu hóa cá nhân được đặt lên đầu xe để tạo nên cái sự điểm nhấn của chiếc xe này. Và với sơn Lumiler thì anh em có thể thương hiệu hóa mọi chi tiết, hình ảnh cũng như là nội dung mà chúng ta để có thể là định vị thương hiệu này, làm cho chúng ta có thể nổi bật giữa đám đông với sơn Lumiler nhá. Với dòng sơn này thì anh em có thể vừa đi ban ngày vừa đi ban đêm vẫn có thể nhìn rõ. Tuy nhiên với dòng sơn điện phát sáng thì khuyến khích anh em đi ban đêm nhiều hơn để có thể nhìn thấy rõ hơn. Và với dòng sơn điện này thì cái ánh sáng của nó siêu tốt, thế nên là chúng ta có thể tự tin đi mọi cung đường, cảm giác sẽ rất là an toàn với dòng sơn điện này nhá. Với dòng sơn điện này đi buổi tối đã an toàn, nhưng nó lại còn an toàn hơn nữa với độ xuyên sáng siêu siêu tốt với những thời tiết khắc nghiệt như là mưa này, sương mù này hay là khói. Và đặc biệt với dòng sơn này, trời mưa Sài Gòn gì, chuyện nhỏ, không bị ảnh hưởng gì cả. Lumiler thì chúng ta có thể lập trình được với ánh sáng cơ bản, bật phát sáng luôn. Và nó có thể nhấp nháy nhanh hay là nhấp nháy chậm, tùy thuộc vào anh em biker. Và nó có thể lập trình được một cách phức tạp hơn nữa, có thể là nhấp nháy theo điệu nhạc này, nhấp nháy theo tùy theo cảm xúc cá nhân của anh em khi lái chiếc xe này. Xe phát sáng đã là điều thú vị. Ở đây Diễm còn cho cả mũ bảo hiểm của mình phát sáng nữa để cho có bạn đồng hành. Ở đây Diễm đang sử dụng màu sơn Lumiler với màu sắc xanh aqua và xanh dương. Diễm hay trêu với mọi người là khi mình không xinh đẹp thì thôi, hãy chọn một cái cá tính gì đó để cho mình nổi bật. Và đấy, các bạn biết cá tính của tôi rồi đúng không nào? Lumiler chứ còn gì nữa. Anh em có thấy bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay như thế nào? Thú vị hay không nào? Hy vọng rằng trong clip này Diễm đã chia sẻ với các bạn một kiến thức rất là thú vị, một kinh nghiệm rất là thú vị với những chiếc xe, với những đồ dùng mà của sơn Lumiler nhá. Và ngoài sơn xe này, sơn mũ bảo hiểm, cái này còn sơn cả nội thất này, sơn cả ô tô và sơn cả loa nữa, còn rất rất nhiều thứ mà chúng ta có thể sơn lên được. Còn bây giờ thì có lẽ Diễm sẽ đi apply với tất cả mọi người và khoe về chiếc xe, khoe về cái mũ bảo hiểm này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhá.